Hello, chào các bạn. Dạ dạ chú. Dạ dạ chú. Cái gì? Cái gì? Chú à? Oh my god. Chú. Mình tên Hiếu. Hiếu. Em tên Vân Anh ạ. Em là Vân. Vân. Em là Quang. Quang. Em tên gì? Em tên là Ngọc ạ. Ngọc, bạn này. Dạ em là Linh ạ. Linh ạ, Linh và Ngọc. Vâng ạ. Hay quá. Bạn là học sinh ạ? Yes. Cấp 3. Mình đến từ kênh Hàng Xóm Tây ở trên YouTube. Hàng Xóm Tây. Yeah. Anh hỏi này. Dạ. Càng liếm càng chảy. Ăn kem. 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 Ăn đá có tính không? Đá. 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 Đá cũng là kem mà. Có lên. Còn nhiều thứ. Không có. Kẹo. Kẹo. Kem. Kem. Biết liềm hai cái này thôi à? Dạ, có hai cái này thôi. Rất sao thì ẩm, rất sao thì lạnh luôn. Nghe rồi nhưng mà chưa hiểu. Hiểu. Chưa hiểu. Hả? Tay. Tay á? No. Tay em rút vào ở đâu mà làm nó ẩm vậy? Không. Không. Không biết. Suy nghĩ to lên chân đi. Nào? Hả? Cái chân á? Cái chân gì? Là cái găng tay da. Bạn này trả lời găng tay ạ? Ôi, chuẩn luôn. Vỗ tay cho bạn ý đi. Ôi. Bạn tên gì ạ? Thúy Quỳnh. Quỳnh à? Ok. Phải cắm vào mới dùng được. Phải cắm vào mới dùng được. Sạc điện thoại. Sạc điện thoại. Bạn này gọi là quạt. 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 Hello, cơm điện. Nồi cơm điện. Được. À? Quạt này. Tivi này. Tivi, ok. Nồi cơm điện. Được. Được. Ba thứ, ok. Thổi. 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 Bóng bay. Ừ, đúng. Áo phao. Phao. Bánh sinh nhật. Đúng. Cái bánh thổi lên mê dùng được. Được. Ăn được. Ăn được. Đồ nóng này. Đồ nóng. Vâng, có lên. Vẫn chưa trả lời. Thổi kèn. Kèn, đúng rồi. Thổi kèn đó thì thổi sáo. Yeah, đúng rồi, hai. Còn cái gì thổi? Thổi saxophone. Phone á, có đúng không? Kèn. Đúng là kèn đấy nhở. Thổi cái gì mà thế này ấy nhỉ? Thổi bóng bay có tính không? Có. Bóng bay, thử là báo. Thì cái sáo này, cái kèn này, cái gì nữa? Cái còi. Còi hả? Cái kèn ạ. Kèn chẳng luôn. Ôi, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. Ở dưới động, ở trên xuống. Trên động, dưới đâu? Cái gì? Dưới động, không, dưới động. Trên, xuống. Trên động, trên động, dưới đâu? Trên động, dưới đâu? You có biết không? You có biết. I am biết. I don't know. Dễ quá. Tôi cũng không biết nó là cái gì ấy. Câu này hơi khó nhỉ? Không biết. Câu cá hả? Câu cá. Câu cá. Dễ thế. Hay là bạn này giỏi quá nhỉ? Câu cá. Uè, dễ không? Chân á? Sao? Ni nào? Trên chén lông ở dưới nào á? Không hay á? Lông mi ạ? Lông mi á? Là đối mắt đúng không? À, mắt. Ui, dễ quá, bạn này biết rồi. Còn ở trên cổ lông này, ở dưới cũng lông đúng không? Cảm ơn các bạn đã tham gia cái chương trình của mình hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã tham gia. Vâng, cảm ơn hai bạn. Ok, cảm ơn hai bạn nhá. Rồi, cảm ơn. Chào Cam đi.